Sự lạnh lùng của anh bây giờ đang là một đáp án. Sự vô tâm của anh bao ngày làm cuộc tình phá tan. Hạnh phúc ấy kết thúc hững hờ và em cũng sẽ chẳng bất ngờ. Câu nói kết thúc như anh đã mong chờ. Còn quấn quanh trong mối tình này, có hồi tháng này còn thế ta, lời yêu này có chắc là thật tâm hay chỉ là anh phải buộc nói ra. Từng ngày trôi cứ thế đây, cảm giác thoát thân đang say. Sao tình ta vẫn tệ như thế?